trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 60, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 19 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem vị Phật thứ tư ở phương Nam là Tu Di Đăng Phật. Biểu tu huệ, tự chuyển thức thành trí, phục trợ tha giả. Nghĩa là học Phật, giáo hóa chúng sanh. Điều quan trọng nhất là phải biết chuyển. Phật Bồ Tát khác với phàm phu ở tại chỗ này. Phàm phu không thể chuyển cảnh giới, nhất định là bị cảnh giới chuyển. Chư Phật Bồ Tát hiểu rõ chư pháp thật tướng, cho nên các ngài có thể chuyển được cảnh giới mà không bị cảnh giới chuyển, là khác biệt ở tại chỗ này. Chúng ta học Phật, thật tại mà nói, điều quan trọng nhất tức là học theo Phật Bồ Tát biết chuyển cảnh giới. Hạng phàm phu chúng ta thật là đáng thương. Khi ở trong thuận cảnh hay cảnh giới tốt thì bị thuận cảnh chuyển. Vì sao? Lại khởi lòng tham, khởi lòng tham luyến. Khi chúng ta gặp phải cảnh giới không tốt, cảnh giới ác liệt, thì lập tức bị cảnh giới chuyển, khởi lòng sân hận, khởi lòng chán ghét. Chúng tôi thường nói, đã động thất tình ngũ dục. Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, khởi tâm động niệm đều là phiền não, đều là thất tình ngũ dục. Đây gọi là tạo nghiệp. Khi bạn đã tạo nghiệp rồi, không có lý nào không chịu quả báo. Trong Phật môn thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vì sao nhân quả bất không? Vì nhân tự nhiên biến thành quả, quả lại biến thành nhân, cho nên nhân quả chuyển biến bất không. Nhân quả tương tục bất không, đều tiếp nối nhau. Nhân tiếp nối thì có quả, quả tiếp nối thì biến thành nhân, gọi là tuần hoàn bất không. Nhân quả bất không là nói nhân quả có ba cái hiện tượng sau đây: chuyển biến, tương tục, tuần hoàn. Phật Bồ Tát rất rõ ràng, Phật Bồ Tát rất minh bạch, cho nên các ngài chuyển được cảnh giới, các ngài không bao giờ bị cảnh giới chuyển. Ở trong cảnh giới tốt, các ngài tuyệt đối không khởi tâm tham sân si mạng.
Không cũng không nổi dậy thất tình ngũ dục. Các ngài không khởi, không khởi tâm, không động niệm. Các ngài không bị cảnh giới chuyển. Nếu trong cảnh giới bất thiện, tức là cảnh giới ác, ác duyên hiện tiền. Chẳng những các ngài không bị cảnh giới bất thiện chuyển, mà ngược lại chuyển cảnh giới bất thiện thành cảnh giới thiện, ác duyên chuyển thành thiện duyên, thật là phi thường. Cho nên các ngài thọ dụng không thể nghĩ bàn. Tây phương Cực Lạc thế giới và thế giới này của chúng ta có gì khác biệt? Thật tại mà nói, hoàn toàn tương đồng, không có một tí khác biệt. Thế nhưng Phật tại trong kinh lại nói cho chúng ta biết có sự khác biệt rất lớn. Đó là nguyên nhân gì? Thật ra không có khác biệt. Thế giới đều là như nhau, chỉ là tâm chúng sanh ở Cực Lạc thế giới đều hiền lành, đều thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì biến thành tịnh độ. Sở hữu tất cả vạn vật, không có một thứ nào mà không thanh tịnh. Là cảnh tùy tâm chuyển, tâm của con người. Thế giới chúng ta không thanh tịnh, trong tâm của con người ô nhiễm thì nghiêm trọng. Cho nên hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thanh tịnh. Cảnh tùy tâm chuyển, hoàn cảnh vốn không nhiễm tịnh. Tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Tâm đâu không thanh tịnh thì chỗ ở cũng không thanh tịnh. Tức là đạo lý như vậy. Tâm của chúng ta quả nhiên thanh tịnh hiền lương thì tất cả nhân sự vật ở chung quanh chúng ta không một thứ nào mà không thanh tịnh hiền lương. Tức thì tịnh độ hiện tiền. Nếu tâm của chúng ta hư ngụy, ô uế, bất bình, ngu si, tự tư tự lợi, thì hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta sẽ đều biến đổi theo tâm niệm của bạn, biến thành ngũ trược ác thế. Cho nên bạn phải hiểu rõ ngũ trược ác thế do đâu mà có. Cực Lạc thế giới dĩ nhiên là do tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của A Di Đà Phật mà thành tựu. Phàm là những người vãng sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới, trong tâm của mỗi một người cũng phải thanh tịnh, bình đẳng, từ bi cũng như A Di Đà Phật vậy thì mới được vãng sanh. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói tam bối vãng sanh, chánh nhân được vãng sanh, đều là nói phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là điều kiện quan trọng nhất để vãng sanh. Cầu phát bồ đề tâm này, mấy năm gần đây chúng tôi đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Bồ đề tâm là gì? Tức là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Bạn dùng cái tâm này nhất hướng chuyên niệm thì được cảm ứng đạo giao, tức là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Niệm Phật không được đắc lực, niệm Phật mà còn có ma chứng hiện tiền, đó là nguyên nhân gì? Là vì bạn không có bồ đề tâm.
Nếu bạn có đủ tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi để niệm câu Phật hiệu này, thì cái công đức đó sẽ được hiệu quả không thể nghĩ bàn. Cho nên Phật tại trong kinh dạy, chúng ta phải hiểu rõ ý của Phật nói, phải thật sự biết y giáo phụng hành. Chúng ta miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, tâm tán loạn tức là không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, không có trí huệ, không có lòng từ bi, đó gọi là tâm tán loạn. Tâm tán loạn, cho dù nhất hướng chuyên niệm cũng không có hiệu quả, tức là bạn không đạt được công phu thành phiến. Là do nguyên nhân gì? Là vì tâm tán loạn. Điều này quan trọng hơn bất cứ cái gì. Cho nên tu huệ, cái quan trọng nhất là phải biết chuyển, chuyển thức thành trí. Chuyển được một thì chuyển được tất cả. Tiếp theo phần dưới chúng tôi nói rõ một cách đơn giản là tự hành quá tha, phá mê khai ngộ. Có nghĩa là tự mình tu hành, mục tiêu đầu tiên là phải phá mê khai ngộ, giúp đỡ cho người khác, giáo hóa chúng sanh cũng là mục tiêu đầu tiên phá mê khai ngộ. Nhất định phải nắm lấy cái tổng cương lĩnh và nguyên tắc này. Thức là vọng tâm, trí là chân tâm. Hay nói cách khác, chúng ta phải chuyển vọng tâm thành chân tâm. Từ trong tâm mà dụng công phu. Vọng tâm có 8 thức. Phải biết rõ tác dụng của 8 thức. Tác dụng của thức thứ 6 là phân biệt. Ý thức thứ 6 là phân biệt. Thức thứ 7 là chấp trước. Thức thứ 8 là giống như cái kho vậy. Chúng ta thường nói là lạc ấn tượng. Tất cả những ấn tượng đó cũng như hồ sơ vậy, đều cất vào trong cái kho này. Từ vô lượng kiếp cho đến nay, đời đời kiếp kiếp, không kể là ấn tượng tốt hay là ấn tượng xấu, cả thể đều cất vào trong này. Đây là vọng tưởng. Năm thức trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm thức này vốn là không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đều nghe theo sự chỉ huy của ý thức thứ 6 và mạt na thức thứ 7, làm việc thay cho hai thức này. Thức thứ 7 là chấp trước, thức thứ 6 là phân biệt. Biểu hiện ra bên ngoài đều do năm thức trước biểu hiện ra, cho nên tạo nghiệp là như vậy. Bồ Tát thì thông minh, có trí huệ, các ngài có thể chuyển biến, chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí. Quan sát là hiểu rõ,
Tác dụng của ý thức, nơi mắt là thấy rõ, nơi tai là nghe hiểu, nơi mũi là ngửi mùi, nơi lưỡi là nếm vị. Nơi thân là tiếp xúc, nơi ý là biết rõ. Thêm một chữ diệu ở trước quan sát. Chữ diệu này tức là tuy rằng hiểu rõ nhưng không chấp tướng, không phân biệt. Hiểu rõ mà không phân biệt, đó là chân trí huệ. Nếu hiểu rõ mà lại phân biệt, đó là đã mê, không phải là chân trí huệ. Đó là thức, không phải trí. Giống như tấm kiến chiếu cảnh vật bên ngoài vậy. Bạn thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, nhưng nó không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Cho nên Phật thường dạy chúng ta phải dùng tâm, phải dụng tâm như tấm kiến. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đối với tất cả người sự vật, chúng ta khởi tâm động niệm giống như tấm kiến không khác, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, bên trong không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, thì gọi là trí chiếu, cũng gọi là diệu quang sát trí, chiếu cảnh giới lục trần. Chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ bảy là nhiễm ô, chấp trước. Chấp trước thì không bình đẳng. Bình đẳng thì không có chấp trước. Cho nên đối với tất cả pháp không còn chấp trước, tâm bình đẳng của bạn hiện tiền, thì bình đẳng tánh trí hiện tiền. Nếu có tơ hào chấp trước, ta phải làm thế này, ta phải làm thế nọ, cái này là đúng, cái kia là không đúng, đó không phải là trí, là thức. Thức thì tạo nghiệp, trí không tạo nghiệp. Dùng trí không dùng thức, dùng trí để làm việc thì càng được viên mãn, là chân thật trí huệ. Nếu dùng thức để làm việc không hẳn là được viên mãn. Tại vì sao? Vì có nhiều chỗ bạn không thấy được. Nếu dùng trí để làm việc thì có thể thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể thấy được cõi này mười phương, thì làm sao có sai lầm. Học Phật tức là học, tức là phải học trí huệ. Bạn làm được như vậy thì có thể chuyển thức thành trí. Chuyển thức thứ 8 thành đại viên kính trí. Đại viên kính là tỷ dụ, viên là viên mãn. Hay nói cách khác, không có cái gì mà không biết. Vì sao không có cái gì mà không biết? Vì trong A Lại Gia Thức, từ vô lượng kiếp cho đến nay đã tích trữ những chủng tử tạp khí. Bên trong có thiện, có ác, có vô ký, cả thể đều đem nó chuyển thành trí huệ. Cho nên thiện cũng tốt, ác cũng tốt, tất cả đều biết được rất rõ ràng, rất minh bạch. Bên trong nghiệp nhân quả báo, một tơ hào cũng không mê hoặc. Thể vừa chuyển được thì đã biến thành không có cái gì mà không biết, gọi là bát nhã vô tri, vô sở bất tri.
Nếu chuyển được ba thức này thì năm thức trước cũng chuyển thêm, cũng chuyển theo năm thức trước, chuyển biến thành sở tác trí, tức là thành tựu hành vi của trí huệ, tạo tác của trí huệ, không còn mê hoặc nữa. Tạo tác của trí huệ là tự lợi lợi tha. Đối với mình được thành tựu thân gì? Được thành tựu 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Thành bậc thầy, làm gương mẫu, làm tiêu chuẩn cho tất cả chúng sanh, làm mô phạm cho tất cả chúng sanh, biểu hiện qua năm thức trước. Cho nên tạo thành tướng tốt đoan nghiêm như vậy. Sự tu hành đáng quý nhất là biết chuyển biến. Chúng tôi cũng thường giảng như vậy. Từ chỗ nào bắt đầu chuyển? Bắt đầu từ đâu? Trong Phật Pháp dạy là từ phương tiện ban đầu. Từ chỗ nào bắt đầu chuyển? Là từ nơi ý niệm mà chuyển. Ý niệm rất là nhiều. Từ sáng đến tối, niệm trước diệt, niệm sau lại sanh. Sanh diệt không ngừng. Đây là cái tướng khổ não của phàm phu. Không như chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát, các ngài không khởi tâm, không động niệm, các ngài trụ trong đại định, trụ trong tam muội. Còn lục đạo phàm phu thì trụ trong vọng niệm. Thật là thống khổ. Phật Bồ Tát có thiền định rất sâu, các ngài ở trong tất cả cảnh giới, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đó tức là thường trụ tam muội. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đây là nhân, thì quả báo là lục đạo luân hồi. Đó là nhân quả tuần hoàn, nhân quả tương tục. Chúng ta thật sự tu hành không phải là tu trên hình tướng. Tu hành trên hình thức là lòng đại từ đại bi, biểu diễn cho người khác xem. Tự bạn thật sự dũng công tu hành, người khác không thấy được. Cho nên phải làm ra cái dáng tu hành biểu diễn để tiếp dẫn đại chúng, làm lợi ích cho chúng sanh. Vì người diễn nói, diễn nói không phải là vì mình, là vì người khác, là hóa tha. Chúng ta tự độ, cái quan trọng nhất là khi khởi tâm động niệm. Nếu có ý niệm tự tư tự lợi, cái ý niệm này vừa khởi lên thì lập tức phải dập tắt liền. Đó là tâm luân hồi. Trong tâm niệm phải nghĩ điều gì? Phải nghĩ làm sao chánh pháp được trụ lâu, và những lời dạy của tất cả bậc thánh hiền thường trụ thế gian, được phát dương quang đại, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh,
chúng ta phải thường nghĩ đến những điều này, thường thường nghĩ đến giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn, giúp cho họ được lìa khổ được vui. Tự chúng ta có thể xả kỷ vị nhân, từ chỗ này mà chuyển biến. Tuyệt đối không nên khi gặp chuyện gì trước tiên liền nghĩ đến sự lợi ích của ta. Đối với mình có lợi thì ta làm, đối với người, đối với ta mà không có lợi, đối với chúng sanh có lợi thì ta không bằng lòng đi làm. Đó là bạn đã sai. Bạn vẫn là tâm luân hồi, ngày ngày tạo nghiệp luân hồi. Cho dù bạn suốt đời niệm Phật cũng không được vãng sanh, vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Tại vì sao? Vì là tâm luân hồi, không chịu buông bỏ tâm luân hồi. Bạn phải chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề. Tôi thường nói 16 chữ. Vì sao phải thường nói? Vì chưa làm được. 16 chữ này là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Quý vị phải đoạn trừ, phải chuyển. Chuyển tự tư thành đại công, chuyển tự lợi thành lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vì sao không đem ý niệm này chuyển qua? Quý vị nên biết tự tư tự lợi rất khổ, được cũng lo, mất cũng lo. Khổ không thể tả. Nếu chuyển qua thì được đại lạc, thì lìa khổ được vui. Khi ta khởi tâm động niệm mà đại công vô tư, ý niệm và nguyện vọng của ta, quả nhiên cái duyên thành thục, cái duyên thành thục thì giúp đỡ cho rất nhiều người. Khi sự việc đã thành tựu thì vui mừng, chúng sanh có phước. Nếu không có thiện duyên, thậm chí vẫn còn rất nhiều chướng duyên làm chướng ngại bạn. Chúng ta chỉ có than một tiếng, chúng sanh không có phước báo, cái duyên chưa thành thục. Tại vì sao? Vì ý niệm của mình không có được và mất. Tức là khi sự việc đã làm thành công, tự mình không có ý niệm ta đã được. Sự việc làm không thành công, tự mình cũng không có ý niệm ta đã mất. Khi không có ý niệm được và mất, cho nên tâm của bạn là thanh tịnh, là tâm chân thành. Cái tâm này vui sướng, không có thọ khổ. Khi thành công thì thọ lạc, không thành công vẫn là thọ lạc, không có thọ khổ. Người thế gian mê hoặc điên đảo, được cũng lo, mất cũng lo. Khi được thì vui mừng cuồng loạn, khi mất thì vô cùng đau khổ, vì không hiểu rõ chân tướng sự thật. Ý niệm tự tư tự lợi quá nặng. Cho nên chuyển thức thành trí phải chuyển từ chỗ này. Lúc tôi mới học Phật, đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu buông xuống. Buông xuống tức là chuyển. Buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng.
thì trí huệ tăng trưởng. Rõ ràng nhất hình như là cảnh giới mỗi tháng mỗi khác. Trong tâm đều có lạc thú. Như trong luận ngữ có nói, học rồi thường tu tập, thật là vui thay. Trong Phật Pháp gọi là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ có thể dưỡng nhân, dưỡng tâm, dưỡng thân, làm cho thân tâm khỏe mạnh. Trong ngạn ngữ Trung Quốc có nói, người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, suốt đời bạn đều sống trong hoan hỷ, đó là hạnh phúc lớn nhất. Bạn không có phiền não, không có lo lắng, không có chuyện bận bịu trong lòng, thì vui sướng không gì sánh bằng. Niềm vui sướng này là tự bạn vốn có sẵn. Ngày nay vì sao bạn đau khổ như vậy? Đó là vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tự tư tự lợi. Bạn có tham sân si mạn, ngày ngày đeo đuổi danh văn lợi dưỡng. Cầu được rồi lại sợ mất đi, cầu không được thì khổ không thể tả. Cho nên cầu được cũng khổ, cầu không được cũng khổ. Cái khổ này là tự bạn tìm lấy, bạn vốn không có cái khổ này. Cho nên học Phật phải học biết chuyển cảnh giới, không phải chuyển cảnh giới bên ngoài, mà là chuyển trong nội tâm. Phật tại trong Đại Kinh có nói rất nhiều, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm năng tưởng, cảnh giới bên ngoài là sở tưởng. Bạn chuyển không nên chuyển nơi sở tưởng, mà phải chuyển nơi năng tưởng. Nếu chuyển được nơi năng tưởng thì sở tưởng liền thay đổi. Cái rõ ràng nhất là tiến sĩ Giang Bản Thắng đã làm thí nghiệm sự kết tinh của nước. Lần này Pháp Sư Định Luật từ Nhật Bản qua Đài Loan viếng tang lễ của thân mẫu Hồ Cư Sĩ, mang theo một cuốn băng video. Cuốn băng đó là từ chỗ Cư Sĩ Giang Bản Thắng, Pháp Sư Định Luật mang về. Chúng tôi đã xem cuốn băng đó, rất là rõ, còn rõ hơn hình chụp trong sách rất nhiều. Bởi vì hình ảnh trong sách, bạn xem hình ảnh đó không biết thay đổi, nhưng xem băng thâu hình thì trong băng thâu hình có thể nhìn thấy hình ảnh đang thay đổi. Có thể thấy được hình ảnh đang thay đổi, khiến cho người xem cảm động. Cảnh giới là thay đổi theo tâm của con người. Ý niệm của bạn thiện thì càng đổi càng đẹp, càng đổi càng lớn. Nếu trong tâm nghĩ bất thiện thì cái hình ảnh đó rất khó coi. Nghĩa là đã chứng minh tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tất cả pháp là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đã được chứng minh. Cho nên chuyển cảnh giới chỉ là ngay trong một niệm. Cư sĩ Giang Bản Thắng, ông ta chưa phải là cư sĩ, ông ta là tiến sĩ. Ông ta cực lực đang kêu gọi, hy vọng người thế gian đều có thể dùng thiện tâm thiện niệm đối đại với tất cả người, tất cả việc, tất cả sự, thì quả địa cầu này sẽ biến thành vô cùng tốt đẹp.
thì cũng như thiền sư Trung Phong tại trong hệ niệm pháp sự có khai thị rằng tâm ta là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tâm ta. Cực lạc là cõi này, cõi này là cực lạc. Vậy thì tâm của bạn phải chuyển như thế nào? Tâm phải chuyển thành thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thì thế giới này tức là thế giới cực lạc. Không phải chuyển từ trên cảnh giới, mà phải chuyển từ trong nội, trong tâm địa. Cái thế giới này của chúng ta, những người sống trên địa cầu, không cần nhiều. Cổ Đại Đức thường nói cho chúng ta là một phần mười, trong mười người có một người mà tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, hiền lương, thì cái thế giới này chuyển biến thành cực lạc thế giới. Một người thì chắc chắn có thể ảnh hưởng được chín người kia. Cho nên ông ta đẩy mạnh giáo dục yêu thương và giáo dục cảm ơn. Trong những năm gần đây, thật ra chúng tôi cũng chưa có tiếp xúc với ông ta, nhưng chúng tôi đã đẩy mạnh giáo dục yêu thương và giáo dục cảm ơn. Chúng tôi không có bàn tính mà lại họp với nhau, cho nên chúng tôi hoan nghênh ông ta đến thăm viếng Úc Châu. Trong thời gian thăm viếng, tôi hy vọng ông ta sẽ có thì giờ đến thăm viếng học viện của chúng ta. Chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi diễn giảng cho ông tại học viện Tu Huân Bà. Tiếp theo phần sau là tổng kết, thuộc về tiểu kết chiếu phá tự tha tam hoặc. Đây là nói ba đại loại mê hoặc. Ba đại loại này tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Phải dùng trí huệ chiếu phá. Ba loại mê hoặc này, Đức Thế Tôn tại trong Kinh Đại Thừa thường gọi là phiền não, tức là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Kiến tư phiền não là chấp trước, trần sa phiền não là phân biệt, vô minh phiền não là vọng tưởng. Danh từ tuy khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Phải dùng trí huệ để chiếu phá. Tu di biểu nhất thể bất nhị. Tu di là pháp thân, là đại biểu cho pháp thân. Trong kinh luận thường nói thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, tức là mười phương ba đời chư Phật bao gồm chúng ta bên trong. Ba đời là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả chúng ta đều là Phật vị lai. Mọi người chúng ta đều là Phật vị lai. Chúng ta cùng với Phật quá khứ và Phật hiện tại cùng chung một pháp thân, gọi là nhất thể bất nhị, là biểu thị cái ý nghĩa này. Vị Phật sau cùng là vô lượng tinh tấn Phật, biểu tu pháp căn bản. Đại thừa thiện căn duy nhất tinh tấn, thành tựu đại huệ. Phật nói đến thiện căn. Căn
là dùng thực vật để làm tỷ dụ. Thực vật có căn, tức là phải có rễ thì nó mới sống, mới có thể tăng trưởng, mới có thể hoa nở kết trái. Nói thiện căn thì giống như rễ của thực vật vậy, có thể sanh trưởng tất cả thiện pháp, sở hữu tất cả thiện pháp đều từ cái căn này sanh ra, nên Phật gọi nó là thiện căn. Thiện căn có thế gian thiện căn, có xuất thế gian thiện căn. Trong lục đạo thế gian sở hữu tất cả thiện pháp từ đâu sanh ra? Phật nói có ba thiện căn: không tham, không sân, không si. Tức là trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói bất tham, bất sân, bất si. Ba thiện căn này sở hữu tất cả thiện pháp trong lục đạo đều từ cái căn này sanh ra. Phản diện của tam thiện căn, tức là tham sân si, gọi là tam độc. Khi tôi giảng kinh thì gọi nó là bệnh độc. Trong tâm của mỗi một người chúng ta đều có bệnh độc nghiêm trọng, tức là tham sân si. Ba thứ bệnh độc tham sân si này đem lại tất cả bệnh tật và tai nạn cho thế gian này. Người thế gian gọi là thiên tai nhân họa, lũ lụt, lửa cháy, bão tố, động đất, dịch tả, những bệnh tật và tai nạn. Những bệnh tật và tai nạn đó từ đâu sanh ra? Căn nguyên của nó đều từ tham sân si mà ra. Cho nên bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này. Nếu trong tâm của bạn không có tham sân si thì bạn sẽ không gặp phải những tai nạn đó. Dù bạn có đi đến chỗ có bệnh dịch lan tràn, bạn cũng không bao giờ bị truyền nhiễm. Tại vì sao? Vì bạn không có điều kiện cùng với nó cảm ứng. Bệnh độc truyền nhiễm cần phải có mô giới. Mô giới là tâm của mình bất thiện, tức là ác niệm. Ác niệm khởi lên cảm ứng đạo giao cùng với chất độc thì rất dễ dàng bị lây nhiễm. Nếu trong tâm bạn thanh tịnh, tâm địa từ bi, không có ý niệm tham sân si thì bạn không bị lây nhiễm. Đó là từ trên nguyên lý nguyên tắc mà nói thật sự như vậy. Cho nên con người không thể không tu thiện. Các hung họa phước thật sự là chỉ trong một niệm. Một niệm thiện thì đại cát đại lợi. Một niệm bất thiện thì đại hung, đại họa. Nếu tâm chúng ta thật sự hy vọng được lành tránh dữ, muốn được lành tránh dữ phải thực hành như thế nào? Là phải đoạn ác tu thiện. Thì bạn không còn gặp phải tai nạn. Đúng như cổ nhân có nói, bạn là người có phước báo,
tâm địa thanh tịnh, có trí huệ, có phước báo. Khi gặp phải tai nạn, trong ngạn ngữ có nói phùng hung quá cát, ngộ nạn thành tường. Đây tức là sự chuyển biến. Khi gặp phải hung tai thì chuyển biến thành việc tốt, được an lành. Gặp phải tai nạn thì chuyển biến thành phước báo tốt lành. Cái chuyển biến này đều ở tại trong tâm. Lúc bình thường phải luôn chuyển biến, không phải đợi đến lúc gặp phải tai nạn thì mới nghĩ đến chuyển. Muốn chuyển cũng không được. Lúc bình thường phải có công phu. Lúc bình thường niệm niệm phải có thiện ý. Niệm niệm là thiện niệm, hành vi là thiện hạnh. Bạn xem, thiện niệm, thiện ý, thiện hạnh, không chỗ nào mà không tốt lành. Tâm tịnh, ý tịnh, hành vi thanh tịnh thì được sanh tịnh độ. Trong kinh nói và cổ đại đức thường nói, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm tịnh của bạn khởi lên cảm ứng đạo giao cùng với tịnh độ thì rất tự nhiên sẽ được vãng sanh. Pháp xuất thế gian, thiện căn chỉ có một, tức là tinh tấn. Đại thừa thiện căn duy nhất tinh tấn, tức là tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Tinh tấn là không giải đãi, sẽ thành tựu đại huệ. Nghĩa là mục đích mong cầu của chúng ta là hiện tại phải đạt được cứu cánh viên mãn. Phải nhờ vào cái gì? Phải nhờ vào tinh tấn. Phản diện của tinh tấn là giải đãi. Sự chướng ngại lớn nhất của pháp xuất thế gian là gì? Là giải đãi. Những người tu pháp xuất thế tuyệt đối không có tham sân si, có nghĩa là họ đã hội đủ tam thiện căn của thế gian. Nên mới tu pháp xuất thế gian. Quý vị nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Tu pháp thế gian mà không được, bạn muốn tu pháp xuất thế gian thì càng không được. Có nghĩa là không làm được người tốt trong thế gian, mà bạn muốn làm Phật, làm Bồ Tát, không thể nào được. Không thể không hiểu những đạo lý này. Và lại phải hiểu cho thấu triệt. Tại vì sao? Vì khi bạn đã hiểu rõ thì mới phát sinh sức ảnh hưởng đối với tâm hạnh của mình. Nếu bạn hiểu được rất sâu, rất triệt để thì bạn rất tự nhiên chịu làm như vậy. Tại vì sao? Vì làm như vậy có sự lợi ích lớn. Làm như vậy rất là hữu dụng. Đối với mình lìa khổ được vui, đối với chúng sanh cũng giúp cho người khác lìa khổ được vui. Còn có việc nào vui hơn việc này hay không?
Rất nhiều bạn đồng học học Phật khi đang nghe những lời này cũng đều gật đầu, nhưng họ cũng than với tôi rằng: thưa Pháp Sư, con làm không được. Tôi biết họ làm không được. Vì sao họ làm không được? Vì họ thể hội không được sâu, cho nên họ thường đến hỏi tôi phải làm sao đây. Tôi mới dạy cho họ phải nghe kinh cho nhiều. Nghe kinh nhiều không phải là nói kinh gì cũng nghe. Phải hiểu cái đại ý nghĩa này. Bạn là sơ học, sơ học phải nghe kinh cho nhiều, chỉ nghe một bộ kinh, tối đa là nghe hai bộ, ba bộ, không được nhiều hơn ba bộ. Nghe lâu rồi, thời xưa chư cổ đại, chư tổ sư đại đức ấn định quy củ là 5 năm. Tôi đến Đài Trung thân cận thầy Lý, thầy Lý cũng dạy cho tôi 5 năm. 5 năm chuyên công. Chuyên nghe một bộ hoặc là nghe hai bộ, tối đa không được nhiều hơn ba bộ. Tối đa là ba bộ. Nghe đi nghe lại nhiều lần như vậy, mỗi ngày nghe không gián đoạn, nghe suốt 5 năm. Được lợi ích ở chỗ nào? Là tâm bạn đã định. Còn nếu trong 5 năm mà bạn nghe mấy chục bộ kinh thì tâm của bạn không được định. Trong kinh này có dạy nhất tâm bất loạn. Phải tu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là tam muội. Nhất tâm bất loạn là thậm thâm thiền định. Cách tu như thế nào? Tức là phải thâm nhập một môn thì tâm sẽ được định. Phải nghe đi nghe lại. Mỗi khi nghe một lần thì bạn sẽ thể hội khác nhau. Tức là mỗi lần nghe lại thì công phu định lực tăng thêm một lần. Nghe một lần thì được một lần trí huệ. Sau khi đã nghe hết 5 năm như vậy thì bạn đã có định lực và có trí huệ. Hay nói cách khác, tuy rằng chưa đạt được căn bản trí, nhưng bạn đã đạt được tương tự căn bản trí. Từ chỗ này bạn có thể xây dựng lòng tin, sẽ đạt được pháp hỷ. Bạn sẽ rất vui sướng, sẽ cảm thấy rất rõ ràng là phiền não của mình đã giảm ít. Tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước đã ít đi, trí huệ thì tăng trưởng. Bất luận khi tiếp xúc với tất cả nhân sự vật, tự mình hình như có trí huệ, tự mình biết xử trí, rất thỏa đáng. Chính bản thân tôi cũng là đi theo trên con đường này. Tôi không có tu pháp môn nào khác, tức là chỉ nghe kinh, đọc kinh, giảng kinh. Một đời vui sướng, không hề mệt mỏi. Còn như đáp ứng chuyện bên ngoài, họ thỉnh mời tôi đi diễn giảng. Thật tại mà nói, đó là chuyện bất đắc dĩ, không phải là tôi muốn đi. Không muốn đi, vì sao lại phải đi? Vì đối với xã hội có chút lợi ích. Cho nên chúng tôi phải làm. Xã hội hiện tại là thời loạn, tà tri tà kiến, tà thuyết tà hạnh đầy dẫy trong thế gian này. Chúng sanh rất khổ, không biết giác ngộ. Cho nên có người tìm tôi, có được cái cơ duyên này, tôi cũng rất vui mừng, vui lòng cống hiến ra một tí, đem những gì mình đã học được, biết được trình bày cho đại chúng, cung cấp cho đại chúng
tham khảo để tu học. Chúng tôi tặng hết sức kém cỏi của mình để làm. Sau khi làm xong, tôi liền trở về phòng thâu hình của mình để giảng kinh. Tôi không phải ưa thích đi ra ngoài, chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Tất cả chỉ vì chánh pháp trụ lâu dài, cũng là vì tất cả chúng sanh khổ nạn. Hôm nay thời gian đã đến.